toàn hỷ. Quý vị thân mến, và thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ trong toàn hỷ quý vị. Và ngay giây phút này đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi cùng xin được trân trọng kính mời đại diện cho bên gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu. Tình yêu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với con người chúng ta, đúng không thưa quý vị? Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của đôi bạn trẻ, hai bên gia đình đã thống nhất lựa chọn ngày hôm nay đây, ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 1 tháng 11 năm Tân Sửu, để tổ chức đại lễ vui quê chúc năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, ban tổ chức cũng không để cho toàn thể quý vị chúng ta đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố đại lễ thành hôn cho năm hạnh phúc của chú rể Duy Khánh, sanh duyên cùng cô dâu Ngọc Thoa, xin phép chính thức được bắt đầu. Cùng nhau đổ ra một tràng tay chân lớn nào quý vị ơi. Cô dâu chú rể cũng như đại diện đại bên gia đình, hãy nồng nở những nụ cười thật tươi để cùng chào đón toàn thể quý vị thế nào. Sau vâng là một bàn pháo bóng rất là tuyệt vời, đúng không thưa quý vị? Sau vâng kính chào toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã nên vừa thành chồng, đẹp duyên đôi lứa, đẹp lòng mẹ cha, đẹp cho tình cảm hai nhà, đẹp cho đôi ta mặn mà thủy chung, đẹp cho ngày tháng tương phùng, mà đẹp cho làng xóm đến cùng chung vui. Sau vâng hôm nay đây đón dâu hiền dễ thảo, vui lòng mẹ, công thành danh toại, đẹp lòng cha, một lần nữa xin được kính chúc cho tình cảm hai nhà muôn đời gắn kết mặn mà bền lâu. Sau vâng để tiếp nối chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu gia đình anh chị Hiến Văn và em trai của chú rể, cũng xin có những món quà để gửi tặng cho hai con, hai cháu cũng như là người anh người chị của mình. Xin được trân trọng kính mời.
go.
go.